Đây là những món đồ da cần phải xử lý lại sơn cạnh. Và cái việc sơn cạnh này nó không chỉ đơn giản là chúng ta phết những lớp sơn bình thường lên những cái cạnh da của những món đồ này là xong, mà mỗi một món đồ sẽ có một cái màu khác nhau. Ví dụ như chiếc thắt lưng LV này thì sẽ có cái nước sơn là màu đen. Tương tự thì chiếc thắt lưng Hermes này thì lại có một cái nước sơn là màu nâu. Và cái sắc độ nâu này cũng phải phù hợp với cả cái sắc độ nâu nguyên bản của nó ở đây. Hai chiếc ví trông rất giống nhau, cũng là của LV, nhưng một chiếc màu xanh, một chiếc màu đen. Và đương nhiên sơn cạnh của chúng cũng rất là khác nhau, một chiếc màu xanh, một chiếc màu đen. Và để pha sơn cạnh cho những cái món đồ này thì nó cũng giống như là các cái họa sĩ cũng phải pha những cái màu từ đậm cho đến nhạt, từ đen cho đến nâu. Và các bạn có thể nhìn thấy ở đây là tôi đang có khoảng 3 loại màu. Và cái việc mà sơn cạnh này sẽ cần khoảng 3 đến 4 nước, thậm chí là nhiều hơn. Ở giữa mỗi một nước thì chúng ta sẽ cần phải đợi cho nó khô, và sau đó chúng ta sẽ phải đánh giấy ráp để tạo cái bề mặt nhẵn, làm nền cho những lần sau. Các bạn càng làm kỹ, thực hiện cái việc làm nền càng kỹ thì những cái nước sau nó càng dễ đẹp. Việc sơn cạnh này chúng ta không thể dục tốc được và cần phải rất tĩnh. Cái việc vừa làm vừa nói như này cũng dễ ảnh hưởng đến việc sơn cạnh. Vì nếu mà chúng ta chỉ cần mất tập trung, chúng ta nguệch tay vào những sản phẩm đang sơn cạnh thì nó sẽ có thể gây bẩn và gây hỏng đồ rất là nhanh. Các bạn nhìn thấy là bề mặt bên trong của chiếc thắt lưng này là một lớp da bê màu sáng màu. Và nếu bạn làm không cẩn thận thì những cái phần sơn cạnh màu đen này sẽ làm hỏng ngay cái màu sắc của lớp da bê này. Mỗi một lần là sau khi chúng ta chạy sơn cạnh của một cái món đồ nào đó thì phần sơn cạnh ở trên những cái nước đầu tiên trong đó rất là thô, và vì thế là chúng ta sẽ cần phải có một hai lần tiếp theo để chúng ta có thể đánh bỏ những cái phần thô đi, nó sẽ ra được những cái bề mặt như thế này. Và sau đó chúng ta có thể chạy nước 2, nước 3 hoặc là có thể nhiều nước hơn. Cái công việc này đòi hỏi cái sự tập trung rất là cao độ, cẩn thận và kỹ lưỡng. Sau mỗi lần đánh thì chúng ta phải thực hiện lại cái việc chạy sơn cạnh. Và việc chạy sơn cạnh này sẽ thực hiện khoảng vài ba lần cho đến khi mà đạt được cái độ hoàn thiện mong muốn. Và ví dụ như chiếc ví dài này thì sẽ có 3 mặt, 1, 2, 3, có nghĩa rằng là chúng ta sẽ phải lật 3 lần, 1, 2, 3 lần. Và nếu mà chúng ta xử lý chiếc ví này với 3 lớp sơn thì chúng ta sẽ cần 9 lần để lật. Vì vậy là mỗi một chiếc ví này để hoàn thiện việc chạy sơn cạnh sẽ mất khoảng 4 đến 5 ngày